Đô rê mi pha son la si đô, đô si la son pha mi rê đô mi son đô. Quý anh chị thấy không ạ? Xin chào quý anh chị. Hôm nay Lộc giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe Mercedes E200 Exclusive. Chiếc xe chỉ mới di chuyển 9.000 km, xe màu trắng nội thất nâu, có bảo hành đến 2024. Và chiếc xe này như thế nào thì quý anh chị cùng hãy xem qua với Lộc ha. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh của Lộc để theo dõi những video mới nhất của Lộc. Bây giờ Lộc sẽ quay chi tiết chiếc Mercedes E200 Exclusive này cho quý anh chị. Chiếc xe sản xuất 2021 và bảo hành đến 2024, chỉ mới di chuyển khoảng 9.000 km thôi ha. Trước tiên là chúng ta thấy ở phần đầu xe thì có dạng lưới tản nhiệt là dạng ngang và có ba nan, giúp cho cái chiếc xe cảm thấy rất là sang trọng và cổ điển. Thêm một điểm nổi bật nữa đó là ở trên nắp capo có hình logo, nó giống như những chiếc S450 á mọi người. Đó, nó giống như trong dòng S-Class. Đèn thì chúng ta có đèn High Performance ha. Ở phần đầu xe thì toát lên cho chúng ta đó là sự sang trọng và quý phái của chiếc E200 này. Lộc có di chuyển chiếc xe E200 này, có sử dụng chiếc E200 này thì Lộc thấy nó rất là êm ái và cảm giác lái thật là tuyệt vời nha mọi người. Và ngồi bên trong cũng rất là êm ái nữa. Đây, ở bên cạnh chúng ta thấy xe còn rất là mới, tại chỉ mới di chuyển 9.000 km thôi. Màu trắng nội thất nâu ha. Quay chi tiết cho quý anh chị để quý anh chị có những cái nhận định và quyết định khi mà chúng ta chọn lựa một cái chiếc xe. Mâm là mâm 18 ha. Mâm 18, R18. Đô rê mi pha son la si đô, đô si la son pha mi rê đô mi son đô. Quý anh chị thấy không ạ? Cái này Lộc đánh đàn trên cái đèn. Ý của Lộc muốn nói đến quý anh chị thì nói cái đèn của chúng ta nó là được thiết kế mới và nó có hình dạng giống như những phím đàn á. Khi mà chúng ta nhìn như thế này thì chúng ta thấy xe của mình nó sang trọng và nó mang phần rất là cổ điển nữa, và nó đặc biệt, cho nên là Lộc cũng giới thiệu đến quý anh chị ha. Camera lùi của chúng ta rất là rõ và quan sát rất là tốt nha. Đồng thời phía sau xe của chúng ta có xe của chúng ta có tính năng tự thắng khi mà gặp vật cản đó mọi người. Khi mà chúng ta lùi xe mà chúng ta không có quan sát những cái vật cản di chuyển qua quá nhanh thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ tự thắng lại, giúp cho chúng ta có sự an toàn hơn, tốt hơn cho chúng ta và cho những gì xung quanh chúng ta và cho mọi người nữa. Ở trên bốn tay nắm cửa thì chúng ta có là keyless go á mọi người. Nó có tính năng là keyless go và nó nằm ở trên cả bốn cánh cửa, là chìa khóa thông minh đó. Mở cửa thông minh ha. Cảm biến thì mình thấy là có 12 cảm biến và coi như là xung quanh xe. Đèn dạng móc câu rất là đẹp ha. Đèn đèn chiếu sáng phía trước, và nó là đèn này là đèn được thiết kế cái dạng móc cầu cực kỳ đẹp. Chúng ta thấy ạ, ở trên móc xuống, ở dưới thì cũng có phần là muốn móc lên, và đèn LED High Performance. Bốn tay nắm cửa thì chúng ta có tính năng là Keyless Go, là mở cửa thông minh ha. Thì chỉ cần chìa khóa ở bên cạnh thôi là chúng ta có thể mở được. Rồi, thêm một điểm nữa khi mà chúng ta nâng cái tầm sang trọng cho chúng ta, đó chính là cái cửa hít đó mọi người. Cửa hít rất là nhẹ nhàng, thì khi mà mình
lên xuống mình đóng cửa lại thì chỉ cần mở ra nhẹ nhàng và đóng lại nhẹ nhàng thôi thì nó đã hết vô rồi. Một điểm cộng nữa cho chúng ta đó là khi mà chúng ta mở cửa ra thì cái chữ Mercedes-Benz nó sẽ phát sáng. Điểm này cũng rất là sang trọng và cũng rất là cần thiết, hữu dụng cho chúng ta khi chúng ta sử dụng vào buổi tối. Đây, đặc biệt thì mọi người biết là dòng Mercedes thì hầu như là sử dụng đèn nội thất là 64 màu ha. Và trên chiếc Mercedes E200 Exclusive này cũng sử dụng 64 màu và nội thất được phối 10 màu khác nhau. Nếu mà chúng ta muốn phối thì chúng ta có thể phối được 10 màu khác nhau. Bây giờ chúng ta có thể đi vào trong nội thất ha. Màn hình ở đây thì đã được nối liền giống như dòng S450. Đó. Nội thất bên trong chủ yếu là quay cho mọi người để mọi người thấy cái chiếc xe còn rất mới, nhận định về chiếc xe thôi. Chứ hầu như thì tất cả anh chị khi mà đi biết đến dòng Mercedes thì về thông số kỹ thuật thì Lộc sẽ không nói nhiều trong những video này ha, mà Lộc sẽ chia sẻ về cho mọi người về cái chiếc xe nó còn mới như thế nào thôi. Về những video mà phân tích về cách hướng dẫn sử dụng thì Lộc sẽ làm một cái tip riêng cho quý anh chị. Còn đây là nội thất bên trong, xe trắng, nội thất nâu. Ở phía sau ha, nội thất ở phía sau như chúng ta. Ở phía sau mình có thể là điều chỉnh nhiệt độ được này. Và cửa gió thì chúng ta để ở phía sau đến 4 cái cửa gió, 2 cái ở giữa và 2 cái ở hai bên để phục vụ tốt hơn cho chúng ta. Dạ, Lộc vừa chia sẻ đến quý anh chị chiếc xe Mercedes E200 Exclusive còn như mới, chiếc xe mới lăn bánh chỉ 9.000 km, xe trắng nội thất nâu và xe có bảo hành đến 2024, xe sản xuất năm 2021. Chiếc xe này thì đối với Lộc nhận định rất còn mới và như lúc nãy Lộc quay bên ngoài cũng như bên trong cho quý anh chị thì quý anh chị thấy không ạ? Khi mà chiếc xe mới như vậy thì nghĩa là chúng ta mua chiếc xe này chúng ta sẽ tiết kiệm được hơn 700 triệu. Nếu như mà anh chị mua một chiếc xe mới bây giờ thì giá lăn bánh khoảng tầm 2.8 tỷ cho biển số thành phố. Còn anh chị mua chiếc xe này anh chị sẽ tiết kiệm được hơn 700 triệu. Với cái tiết kiệm như vậy thì chúng ta có thể là một cách đầu tư nữa đó anh chị. Anh chị hãy nhớ đăng ký video của Lộc để theo dõi những video tiếp theo, những video mới nhất. Và nếu anh chị quá bận, có thể theo dõi ạt Zalo của Lộc để chúng ta có thể trao đổi và có những cái xe nào mới nhất thì Lộc đăng trên Zalo của Lộc đó, trên Facebook của Lộc thì mọi người có thể theo dõi và không để mất cơ hội khi chọn một chiếc xe tốt nhất. Bây giờ Lộc xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Lộc nha.